Thêm một cái cách kết nối wifi mà không cần phải nhập mật khẩu cực kỳ là đơn giản. Rồi, đầu tiên là mọi người vào cài đặt giùm em này. Tiếp theo mọi người kéo lên cho em, chọn vào cái mục cài đặt chung ha. Rồi, kéo xuống dưới có cái mục ngôn ngữ và vùng, mọi người vào đây. Rồi, văn bản trực tiếp mọi người bật lên cho em, bật lên ha. Rồi, tiếp theo mọi người trở về. Tiếp theo mọi người vào wifi giùm em này. Mọi người chọn cái wifi mọi người muốn kết nối ha, ví dụ Hùng chọn wifi này đi. Rồi, tiếp theo Hùng nhấn giữ hai lần vào mật khẩu, chọn cái biểu tượng này giùm em ha. Rồi, mọi người quét cái mật khẩu của mọi người lên, mọi người kết nối. Ok, như vậy là xong rồi. Chúc các bạn thành công.